kinh văn kim tận thử hình diệt phục như thị nhi ngã bản lai bất kiến bồ đề vân hà cánh hữu thành bồ đề sự đương tri kim nhật nhất thiết vật tượng giai bản vô nhân Việt dịch, cho đến hết đời này cũng như vậy, mà ta từ xưa nay chưa từng thấy có gì là bồ đề, thì làm sao có chuyện thành tựu bồ đề? Các ông ngày nay nên biết các vật tượng hiện hữu đều không có nguyên nhân. Giảng cho đến hết đời này cũng như vậy, người ấy có thể thấy được những hiện tượng xảy ra trong phạm vi tám vạn đại kiếp, nên nói, nay tôi xem xét đến cùng tận cõi đời này là cuộc sống của thân vật chất. Cũng thấy như vậy, cũng giống như mọi loài chúng sanh mà nó thấy được trong tám vạn đại kiếp ấy mà ta từ xưa nay chưa từng thấy có gì là bồ đề thì làm sao có chuyện thành tựu bồ đề thân nó cũng không có nguồn gốc sanh khởi nó nói thực vậy từ xưa đến nay ta chưa từng thấy có gì là bồ đề ta chưa từng thấy bồ đề như thế nào làm sao lại có việc thành đạo bồ đề Ta đã nhìn qua tám vạn đại kiếp, chưa từng thấy được bồ đề, thế nên làm sao ta có thể tin là có người chứng được đạo bồ đề? Các ông ngày nay nên biết các vật tượng hiện hữu đều không có nguyên nhân. Các hiện tượng ấy hiện hữu chẳng do bất kỳ nguyên nhân nào. Thực ra anh ta chỉ có thể thấy được các hiện tượng trong phạm vi tám vạn đại kiếp, còn những hiện tượng xảy ra ngoài thời gian đó thì anh ta hoàn toàn không biết khi đức phật còn tại thế có một lão già đến tinh xá gặp phật xin được xuất gia gặp khi đức phật đang trên đường du hóa, không có ở tinh xá, các vị A-la-hán ở đó đều nhìn lão già. Đó là một người khoảng ngoài 80 tuổi, da nhăn tóc bạc, dáng đi lụm cụm run rẩy bất kỳ lúc nào có người đến tinh xá xin xuất ra. Các vị A-la-hán đều quan sát những nhân duyên người ấy đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước và quả báo mà người ấy sẽ gặt vào đời sau nay chư vị a la hán quán sát những nghiệp nhân người già ấy đã gieo và thấy được trong tám vạn kiếp trước lão già ấy không gieo trồng chút thiện căn nào cả vị đại a la hán bảo vì ông không trồng căn lành nên không thể xuất ra được ông chớ nên nghĩ rằng xuất gia là dễ. Để được làm người xuất gia, các ông phải gieo trồng nhiều hạt giống bồ đề trong đời này và những đời sau. Mặc dù ông muốn xuất gia ngay đời này, nhưng do vì ông đã không gieo nhân lành, nên chúng tôi không thể nhận ông vào trong đoàn thể những người xuất gia. Tốt hơn là ông nên về nhà đi lão già nghe vậy bèn bật khóc ông khóc khi nghĩ về số phận kém may mắn của mình cũng như trong một lần trước ông đã từng ước nguyện được xuất gia và cũng bị từ chối bởi các vị a la hán đệ tử phật ông lão vừa đi vừa khóc suy nghĩ tốt nhất là ta nên tự tử chết cho rồi Ta nên treo cổ hoặc trầm mình chết dưới sông, ta chẳng muốn sống để làm gì nữa." Vậy mà một niệm chân thành của ông đã cảm ứng đến chư Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền đến gặp ông và hỏi: "Tại sao ông khóc?" ông trả lời con muốn sống đòi xuất gia nhưng thế tôn không có ở tinh xá các đệ tử của ngài không chấp nhận con vào tăng đoàn họ nói con không gieo chồng căn lành và chẳng làm được việc gì tốt trong tám vạn kiếp vừa qua hết thảy nên con suy nghĩ thà chết còn hay hơn chẳng còn mục đích gì để sống cả đức phật nói đừng khóc nữa ta sẽ giúp ông ta sẽ đồng ý cho ông xuất gia hãy theo ta vẻ tinh xá Lão già theo Đức Phật trở về tinh xá và được Đức Phật cho xuất gia, tất cả những vị A La Hán đều lấy làm khó hiểu, họ suy nghĩ, lạ thật, Đức Phật xưa nay chỉ nhận toàn những người đã gieo trồng nhiều căn lành, tại sao ngày nay lại nhận lão già chẳng gieo trồng chút căn lành nào cả? Đức Phật biết vậy mới bảo với họ rằng các ông là hàng A-la-hán chỉ mới có thể biết được những việc xảy ra trong vòng 8 vạn đại kiếp. Còn ngoài khoảng thời gian ấy, các ông hoàn toàn không biết được. Cách đây hơn 8 vạn đại kiếp, lão già này là tiểu phu đốn củi trong rừng. Một hôm, ông ấy gặp phải cọp và leo lên cây để tránh. Con cọp bắt đầu gặm gốc cây, trực muốn ăn sống nuốt tươi người tiểu phu người ấy quá hoảng hốt kêu lên Nam mô Phật, con cọp liền bỏ đi. khi cọp đã đi xa rồi, ông tiểu phu mới trở về nhà thoát khỏi nạn cọp vồ. chỉ niệm một câu Nam mô Phật là ông ta đã gieo trồng một thiện căn trong hơn tám vạn đại kiếp trước. đến bây giờ là lúc hạt giống ấy nảy mầm và kết trái. đó là lý do ông lão được nhận cho xuất gia. đức Phật giải thích sự thắc mắc của các đệ tử A La Hán như vậy. Người ấy cho rằng các sự vật hiện hữu đều không có nguyên nhân là vì anh ta không thể biết được những hiện tượng xảy ra trong khoảng thời gian ngoài tám vạn đại kiếp ấy. Kinh văn Do thử kế độ vong tránh biến tri đoạn lạc ngoại đạo hoặc bồ đề tánh, việt dịch do sự suy đoán như vậy người ấy đánh mất tránh biến tri lạc vào ngoại đạo trở nên mê mờ tánh bồ đề. Giảng do sự suy đoán như vậy người ấy đánh mất tránh biến chi lạc vào ngoại đạo trở nên mê mờ tánh bồ đề anh ta chẳng hiểu được tánh bồ đề kinh văn thị tắc danh vi đệ nhất ngoại đạo lập vô nhân luận việt dịch đây gọi là ngoại đạo thứ nhất lập nên luận thuyết vô nhân Giảng Ma lập nên luận thuyết cho rằng mọi hiện tượng đều không có nguồn gốc hoặc không có nguyên nhân tạo ra.